con muốn nói cho mọi người đó là bây giờ á là những cái người mà cùng pháp ấy hay là cái gì về con không cần ai đi hộ pháp nữa. Cái thứ hai là người dân ấy, mọi người á là cùng về về làm công việc của mình, hộ pháp cùng làm công việc của mình với để YouTube ấy cũng về làm công việc của mình, chúng tôi không cần ai đi theo nữa. Tại vì đi theo là vừa mất trật tự, vừa mất cái giao thông, và chúng tôi cũng không có cần gì như thế này. Khi hạnh đầu đà tập học là hữu duyên, tự mình đi khất thực, tự mình lo lấy, tự mình ấy. Còn ai mà các người tu nào ấy mà đi tập học ấy, thì tự lo lấy, tự đi lấy chứ không cần ai cả. Tôi vừa đào như thế này là vừa chính quyền ảnh hưởng giao thông, vừa lộn xộn, vừa không được cái gì cả, nên là mình cái gì việc nào đáng làm thì mình làm, cái nào không đáng làm thì mình đừng có làm. Như thế này thì nó cũng không đúng ý. Khi hạnh ấy đi tới đâu mọi người cũng đi theo, rồi ảnh hưởng tụ họp nó không được đúng theo cái ấy. Khi nào mình cần thiết ấy, thì mình gặp chứ sáng với lại không phải khi nào cũng gặp với quỳ đánh lễ cá, không cần, không phải như thế này. Mình ở nhà mình làm cái điều thiện, mình giữ giới theo lời Phật dạy là như thế là mình đánh lễ rồi, nhưng không phải như thế này cả. Nên là mọi người mà biết làm như thế thì tốt đẹp, để cho mọi người từ đi ấy, chứ bữa nào cũng vây họ như thế này đâu có được. Để tu tập ấy, ai muốn đi bữa nào cũng không, mình cũng công việc của mình chứ. Tại vì các người đây, người tu cũng có cái công việc của họ ấy chứ, khi có cái thời gian để họ ngồi thiền, họ tu hành, họ làm riêng việc riêng tư chứ đâu phải khi nào cũng làm như này đâu, đâu phải diễn viên điện ảnh đâu, không phải Hollywood, không phải chụp phim. Nên là mình về công việc của mình tốt đẹp, cái đấy là không ai đi theo nữa. Không phải đấy là con nói rồi, con nói như thế đấy, chứ không phải là ảnh hưởng chung đến, không phải là cấm đoán gì hết. Khi nào mà các con ấy mà đi khất thực á là đến từng nhà xin nhận vật thực, chứ không đưa đến như thế này. Ngày mai á mà ai đưa đến là các con không nhận, đưa đến là không nhận. Khi nào đi khất thực đến nhà thì mới nhận, còn không đưa đến là không nhận thì nói trước. Nên là cũng mất công là đừng có 3 giờ sáng hay 5 giờ sáng chạy đi cho đồ. Còn việc sư nào muốn nhận thì việc của họ, đưa cho họ, nhưng mà riêng con là con không nhận, còn các sư khác là quyền của họ. Con mà sớm mà đang ngủ 3 giờ sáng hay là 4, 5 giờ sáng mà đem đến là con không hình đấy. 5 giờ chạy theo không nhận, khi nào giờ con đi cái cuộc con nói nhận đến nhà.